có nhau đi đổ bánh xèo ăn nha. Đưa ra nha cả nhà. Cắt rau nè, cắt rau vô đổ bánh xèo ăn. Trời sắp vào mùa đông rồi cả nhà, hơi se lạnh, cho nên nếu mà trời lạnh thì rau sẽ chết hết. Cho nên mình cắt rau vô đang ăn, rau nhiều quá mình không biết làm gì, cho nên hôm nay mình đổ bánh xèo nha cả nhà. Mình cắt hết đặng cho nó lên cái mới. Rau quá chừng rau luôn, không ăn nó già luôn cả nhà. Rau gấp cá quá chừng luôn cả nhà ơi. Rau gấp cá, rau húng lủi, húng cây, nhiều quá chừng luôn. Rau xong rồi, giờ mình qua hái ớt nha cả nhà. Hôm trước hái rồi mà nay còn nữa nè, chín quá trời chín luôn. Giờ mình hái ớt đặng vô làm nước mắm nha cả nhà, làm nước mắm ăn bánh xèo. Thấy chín chưa, quá trời quá đất luôn. Chín vô hết nha cả nhà. Mình ăn không hết thì mình bỏ vô tủ đá. Để tủ đá ăn hoài không có hư cả nhà. Có ai muốn ăn ớt thì lại nhà mình hái ăn nha cả nhà. Thank you.
làm nước mắm làm ăn bánh xèo nha. Rau nhiều quá chừng luôn cả nhà ơi, giờ mình đi lặt rau nha. Lặt rau nè, đủ thứ rau hết, ngon quá. Giờ mình đi pha bột bánh xèo nha cả nhà, mình pha bột hương xưa nha. Mình pha một bịch. Bột hương xưa với lon nước cốt dừa. Rồi mình đập hai cái trứng nha cả nhà, hai cái trứng nữa. Rồi mình chế một chén nước vô. Mình quậy đều lên. Quậy cho nó đều hết, nó tan bột. Rồi mình bỏ một muỗng bột nghệ vô nha cả nhà. Mình thích ăn bột nghệ, ăn bột nghệ nhiều nó tốt lắm. Một chút muối thôi, chút muối vô. Vậy là xong nha cả nhà. Rồi mình đánh cho nó hòa tan vô hết, tan bột hết. Rồi mình để đó nửa tiếng sau mình hả đổ nha cả nhà, cho nó bột nó tan đều hết. Rồi nửa tiếng sau mình đi đổ nha. Rồi mình bỏ thêm lát hành vô nha cả nhà. Nhà hành nhiều lắm cho nên mình đổ rất nhiều lát hành vô cho nó chiên nó thơm lên. Cũng quậy vô trong bột cho nó hòa tan luôn. Rồi mình đi chiên nha. Rồi cái nhà ơi, bánh xèo thơm ngon quá này cả nhà. Rồi dở ra đi. Wow, giòn tan luôn cả nhà ơi. Xèo mình pha nè, ngon chưa? Giòn ngon quá. Củ sắn này ăn ngọt lắm cả nhà. Mình xào mình làm củ sắn không à. Mình không có đi chợ cho nên không có mua giá. Wow, ngon quá cả nhà ơi. Bánh xèo đó giòn ngon gì đâu luôn. Bỏ vô ăn ngọt á, sắn vô luôn.
quá trời thơm luôn. Ngon quá cả nhà ơi. Đó, nước mắm nè, có đồ chua nè. Đồ chua nè, ngon chưa? Rau này rau nhà nha cả nhà. Rau nhà trồng luôn. Ăn rất là ngon. Cái dĩa rau không? Ngon quá. Bánh xèo nè. Mời cả nhà ăn chung nha. Mời cả nhà ăn chung bánh xèo với mình nha. Bánh xèo thơm giòn tan luôn cả nhà. Rau thì mình hái làm sao nhà mình đó. Ngon quá chừng, khi làm canh vàng canh dây xong mệt quá vô ăn bánh xèo nha cả nhà. Đó, mời cả nhà ăn chung nha, rau nhà mình trồng nha. Ngon quá. Ai cũng muốn ăn bánh xèo, nhu cầu là nhà mình đổ bánh xèo cho ăn nha. Rau nhà tự hái luôn, không có mua rau nha cả nhà. Rau nhà hái nè, ớt được anh cũng ở nhà luôn nha cả nhà. Thôi đến đây mình ngừng video. Cảm ơn cả nhà đã xem video này. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ bên gia đình. Hẹn gặp lại clip sau. Bye bye cả nhà.